Và lời nói đầu tiên cho Cát Thi, thay mặt tất cả các người đẹp trong gánh hát Lô Tương Nam gửi tới toàn thể quý vị nơi đây một lần chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy Lệ? Lệ chào lại khán giả với Lệ. Ôi ôi, mày chào rồi mày rớt cái gì vậy nè? Ôi, thì ra cái bánh bao của Lệ. Vâng ạ, dạ. Beautiful thay mặt cho toàn thể xin được chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý chị và các bạn đã quá bầu đến đây và xem qua chương trình ca nhạc của gánh hát Lô Tương Nam. Nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo sức khỏe cho mình đã. Chúng ta phải khử vệ sinh và khử khuẩn cho tất cả bàn tay với khán giả. Và ai không có khẩu trang cứ tự nhiên liên hệ với tất cả nhân viên chúng em. Chúng em sẽ gửi khẩu trang miễn phí, hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người nha. Và thật sự xin chia sẻ với lại quý vị như thế này, mình thật sự cũng không có muốn đeo khẩu trang nó bận rộn như vậy đâu quý vị, nhưng thật sự phải bảo vệ sức khỏe là trên hết, vì tình hình dịch nó cũng vẫn còn cho nên vẫn phục vụ cho quý vị. Nhưng mà quý vị vui lòng mình bịt khẩu trang giùm cho Cát Thi và rửa tay, ngoài trừ mình ăn uống thì cái đó mình xí xóa được, nhưng mà quý vị vừa ăn xong rồi quý vị vui lòng bịt ngược lại giùm cho em. Và đặc biệt là mình phải sát khuẩn tại ở ngoài cổng Đầm Sơn Que, đã có cái anh bảo vệ đứng cái bên cái sát khuẩn đó để xịt cho quý vị. Dạ, cũng mong quý vị nhớ QR cũng như là có bình rửa tay ngoài đó luôn á quý vị. Thì cho nên quý vị cứ việc qua bên đó, ra bên đó rồi mình rửa tay vào, mình quét mã giùm cho Cát Thi rồi mình bước vào sân khấu nha. Và đặc biệt hơn nữa, xin mong muốn quý vị đã đến với lại Lô Tương Hương Nam thì quý vị là ân nhân của tụi em rồi, thì quý vị vui lòng mình chia sẻ cái livestream giùm cho tụi em để cho tất cả mọi người biết rộng rãi đến với lại Lô Tương Hương Nam và mình sẽ đến đông vui nhiều hơn. Dạ, dịch bệnh vẫn còn đang xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta đảm bảo sức khỏe cho mình, cho cộng đồng thì chúng ta sẽ vượt qua. Và cũng mong rằng là tất cả chúng ta ai ai cũng được một sức khỏe dồi dào, một niềm vui hăng hái để chúng ta và bắt tay vào những lao động thật tốt hơn và ngồi đây xem qua chương trình thật vui vẻ hơn. Và cũng mong rằng là tất cả các cô chú các chị bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong những lá vé mà chúng ta cầm trên tay. Lá vé đầu tiên, lá vé 10.000 đồng, và chúng ta thì được chọn qua đó là một con gấu bông sức xinh xắn của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Và đúng vậy, ngay từ bây giờ người đẹp BB Phùng cũng như là Cát Thi đang rào mời những tấm vé cuối tay, những tấm vé ít rủi nhiều may. Và đặc biệt hơn nữa, ai mua càng nhiều thì cơ hội chúng càng cao, đúng có hàng ngàn là hợp lệ. Số lưu số mờ thì quý vị có việc trao đổi lại tất cả các người đẹp trong Lô Tương Nam. Còn ngay từ bây giờ không kéo dài chương trình nữa, vẫn phục vụ cho quý vị theo quý vị mắt về sân khấu xem qua chương trình Lô Tô sổ số luôn quý vị ơi. Cùng xin đến tận nơi để phục vụ cho tất cả mọi người nhé. Số gì đây à? Số gì là? Số gì là con số gì đây à? Số gì là? Số gì là con số gì đây? Xin mời quý khách có chế trong ngày giờ lại đây. Giờ lại đây nghe tiếng số số là có mấy gì à? Số gì là? Số gì là con số gì đây à? Mấy gì là? Mấy gì không mấy gì đây? Nguyên quả thường trên xin con của Nga ra áo bước ra lên đèn vào trong tù. Chân mang về disco, bắt đầu là xe mô tô. Lô tô lù tô quý thầy mà quý yêu. Đừng tâm suy nghĩ để dùng con đồ kinh. Lời ấy tại mình vì chắc em yêu lồ hoa. Số gì là số gì đây, cô số gì đây à? Số gì là số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây. Mời cô bác có nhé chồng này, trở lại đây, trở lại đây. Và nghe thiếu số gì đây, số gì ra. Số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chúc anh lại quá thân là trai, lại là trai này chúc anh đặt mối tình vì ai. 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Mẹ, hãy muốn em làm quen cho họ nhiều hơn nha. Học 32. Cái quen với em vậy đi. Đi cái học quen với em đi. 32, 32, 32, 32, 32. Yeah.
Chị hai quận bánh mì dạ. Rồi mình xịt khuẩn xong rồi thì mình bắt đầu kiểm tra dòng loại này ạ. Dạ xin mời quý vị hãy kiểm tra tấm vé cùng các thi bớt làng qua nha quý vị nha, để phục vụ cho quý vị qua tận nơi ạ. Rồi số ký hiệu 037 037 đúng trong loại đúng ký hiệu. Dạ số chúng tôi tại lô tô 5 71 kệ không số 7, số 1 chị. Trời ơi, các thi ơi là các thi. Không có khoảng cách gì tôi từng 71. Trời ơi. Số 7. Số 7 có 1. 26. 26 có 2. 43. 43 có 3. 54. 54 đầy đủ hợp lệ. Dạ tấm vé hợp lệ, quý vị không tin tưởng quý vị lại đi kiểm tra. Còn dạ, không là các thi sẽ tấm vé mất quyền lợi kiểm tra trong tuần ngày hôm nay. Dạ, em ơi em được nhận một con gấu bông tại gánh hát Lưu Tương Hương Nam. Con nào cũng được.